Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn, chúng ta đang quay trở lại với kênh của đội ngũ Happy Cars. Và không thể tin được khi mà dòng sản phẩm Yaris Cross mới được ra mắt tại thị trường Việt Nam ở thời điểm hiện tại đang được hỗ trợ với mức thuế lên tới 100% lệ phí trước bạ, cùng đi kèm 2 năm bảo hiểm thân vỏ của Toyota Việt Nam, đâm va lật đổ cháy nổ xe và rất nhiều các bộ phụ kiện khuyến mãi đi theo kèm với một dòng sản phẩm ở phân khúc hạng B. Trong phân khúc ở thời điểm hiện tại, với mức giá tổng khuyến mãi chỉ còn khoảng 630 triệu cho phiên bản máy xăng, thì bây giờ chúng ta đang có mức giá khuyến mãi rất tốt. Và chính vì vậy trong clip này hôm nay Quyết sẽ cập nhật bảng giá khuyến mãi và lăn bánh mới nhất dành cho các quý anh chị. Chúng ta đang tìm một mẫu xe khoảng 600 triệu đồng thôi, vẫn được nhập khẩu và được hỗ trợ thuế trước bạ lên tới 100%. Và trước khi clip bắt đầu, cả nhà cũng đừng quên rằng ấn giúp Quyết đăng ký kênh của đội ngũ Happy Cars và nút chuông bên cạnh mọi người nhé. Đầu tiên thì chúng ta cần phải nói tới đó chính là phiên bản Yaris Cross thì mới được ra mắt và chúng ta có hai phiên bản là phiên bản máy xăng có mức giá niêm yết là 730 triệu đồng và phiên bản Hybrid là phiên bản điện thì có mức giá bán đó chính là 838 triệu đồng. Thế thì cả hai phiên bản này thì cũng không có sự khác nhau nhiều, chủ yếu đó chính là chúng ta sẽ có sự khác nhau về cái động cơ điện Hybrid. Thứ hai là xe phiên bản Hybrid chúng ta sẽ có kính toàn cảnh. Thứ ba đó chính là có cốp điện. Và đâu về cơ bản thì xe sẽ giống nhau. Đó. Thế thì đầu tiên chúng ta sẽ đến với phiên bản máy xăng, phiên bản mà rất nhiều các chị chúng ta đang quan tâm bởi cái mức giá bán rất là hợp lý. Khi mà các quý anh chị chúng ta lấy xe ở thời điểm hiện tại thì chiếc xe đang được hỗ trợ lên tới 100% lệ phí trước bạ đối với dòng sản phẩm xe Hybrid với phiên bản Yaris Cross. Nghĩa là các quý anh chị chúng ta đang được hỗ trợ lên tới khoảng tầm là 80 triệu đồng. Khoảng 80 triệu đồng. Đi kèm với đó là chúng ta sẽ được hỗ trợ thêm 2 năm bảo hiểm thân vỏ xe nữa. Rất là hợp lý đúng không ạ? Vậy thì lăn bánh xong tại Hà Nội sẽ là bao nhiêu? Với các quý anh chị chúng ta cộng tiền thuế này, tiền biển, phí đăng ký, phí sử dụng mục và bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc, thì tổng cộng lăn bánh tại Hà Nội sẽ rơi vào khoảng tầm là 759 triệu đồng. Đó. Ở tỉnh thì sẽ là 726 triệu và ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 745 triệu đồng dành cho các quý anh chị chúng ta đang quan tâm. Và mức giá này còn giảm được nữa nếu các quý anh chị chúng ta gọi sớm mọi người nhé. Tại vì với cái chương trình ưu đãi ở thời điểm này thì càng gần về Tết thì chắc chắn là cái phần khuyến mãi nó sẽ co dần. Thế nên là mọi người cố gắng đã xác định là chúng ta lấy thì chúng ta nên gọi sớm để chúng ta được nhận những cái ưu đãi thêm của đại lý như dán phim cách nhiệt, trải sàn da và camera hành trình với phiên bản máy xăng. Và đối với phiên bản Hybrid, nếu các quý anh chị chúng ta yêu thích tiết kiệm nhiên liệu, sự yên tĩnh và sự tăng tốc tốt, đặc biệt là về bảo vệ môi trường thì tất nhiên phiên bản Hybrid có mức giá cao hơn 100 triệu đồng. Với mức giá 838 triệu, hiện tại đại lý cũng đang có hỗ trợ lên tới là 100% lệ phí trước bạ. Nghĩa là các quý anh chị chúng ta lấy xe ở thời điểm tại chúng ta đang được khuyến mãi rơi khoảng hơn 80 triệu đồng, gần 90 triệu dành cho anh chị. Đi kèm với đó là 2 năm bảo hiểm vật chất. Nghĩa là lăn bánh xong tại Hà Nội sẽ rơi vào khoảng là 80 triệu sẽ rơi khoảng đó. Ở tỉnh thì sẽ là 844 triệu và ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 863 triệu đồng. Và riêng dòng sản phẩm xe Yaris dành cho các quý anh chị chúng ta vay trả góp ở thời điểm tại thì mọi người còn có cơ hội đó chính là hỗ trợ về trả góp khi mà mọi người chỉ cần bỏ ra mới mức giá là 173 triệu đồng là các quý anh chị chúng ta đã có thể dinh được chiếc xe này về nhà rồi với lãi suất là 0,73% một tháng. Nghĩa là mọi người 100 triệu mọi người chỉ mất khoảng 700.000 đồng. Với mức giá như vậy thì Quyết thấy rất là hợp lý và sau 3 năm có thể tất toán bất kỳ một lúc nào. Và ngoài ra thì chúng ta còn có gói 2 năm mà chúng ta không cần phải trả tất toán phản khoản gốc mà chúng ta chỉ chờ đến tháng cuối cùng chúng ta mới phải tất toán thôi. Nghĩa là từ tháng thứ 1 cho tới tháng thứ 24 là chúng ta không mất một khoản tiền nào cả. Đây là cũng là một trong những cái chương trình mà dành riêng cho phiên bản Yaris từ giờ cho đến tháng 12. Mọi thắc mắc thì các quý anh chị chúng ta vui lòng gọi điện hotline để được nhận những thông tin khuyến mãi và làm bánh mới nhất nhé. Và chắc chắn rằng với khuyến mãi này, đội ngũ Happy Cars cũng như Toyota cũng sẽ khuyến mãi cho anh chị tốt nhất về tặng cả phụ kiện, tặng cả bảo hiểm và gần như các quý anh chị chúng ta lấy xe Yaris ở thời hiện tại chắc chắn sẽ là rất hợp lý. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi đối với dòng sản phẩm xe Yaris và Quyết cũng có thể kể ra cho quý anh chị khi mà mọi người chưa nắm được những cái option của chiếc xe hay cả hai phiên bản đang có được thì Quyết cũng muốn chia sẻ nhanh dành cho mọi người nhá. Yaris thì sẽ có một số cái thông tin nổi bật dành cho mọi người khi mà hộp số sẽ là hộp số DCT dẫn động cấu trước với mức tiêu hao nhiên liệu của máy xăng sẽ là 5,95 lít trên 100 km, còn đối với phiên bản Hybrid thì sẽ là 3,5. Với trục chiều dài cơ sở đó chính là 2620 thì chỗ ngồi ở phía đằng sau rất là rộng rãi và khoảng sáng gầm xe là 210 mm. Chúng ta sẽ có một số các thông tin nổi bật về vận hành, ví dụ phanh tay điện tử, auto hold, có cả sạc không dây, gói an toàn Toyota Sibisen, kính toàn cảnh ở trên phiên bản Hybrid. Ngoài ra thì chúng ta sẽ còn có thêm đó chính là phanh khoảng cách với xe phía trước, hỗ trợ người lái, cảnh báo lệch làn đường, kiểm soát hành trình chủ động và 6 túi khí đi theo kèm, với màn hình rất là to bản là 10,1 inch đi kèm với màn hình đa thông tin là 7 inch, khiến cho tất cả các quý anh chị khi mà chúng ta ngồi vào thì là một chiếc xe vô cùng hiện đại và cao cấp. Và nếu các quý anh chị chúng ta đang tìm một mẫu xe nhỏ gọn đi trong đô thị và rất nhiều các tính năng an toàn cũng như tiện nghi thì mọi người vui lòng gọi điện hotline ở phía bên dưới góc trái màn hình. Và Quyết xin được nhắc lại, ở thời điểm tại chúng ta đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, đi kèm 2 năm bảo hiểm, và chúng ta sẽ được tặng thêm dán phim cách nhiệt, chảy sàn da và cam hành trình đi siêu xe. Cụ thể như thế nào thì mọi người vui lòng inbox trực tiếp qua số hotline nhé. Cảm ơn mọi người. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Hãy like và đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để nhận được thông tin mới nhất. Có điều hotline hoặc ấn vào phần link mô tả để được nhận báo giá mới nhất của xe Toyota. Bạn đang muốn định giá xe cũ của mình hoặc mua bán xe đã qua sử dụng, Happy Cars sẽ hỗ trợ dành cho tất cả mọi người. Định giá xe cũ uy tín nhất, chất lượng nhất. Happy Cars chuyên định giá và mua bán xe đã qua sử dụng. Gọi điện vào hotline ngay mọi người nhé.